Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là BUSY đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mà BUSY ghi đến thường và cùng test skin mới nhất đến từ Garena nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series đó và cùng vòng tướng đó chính là con Kayn này. Và hôm nay mình sẽ biến dạng sát thủ bóng đêm, một cái dạng phải nói là cực kỳ hot và phải nói là cực kỳ mạnh đối với con Kayn này. Nếu như mà anh em kiểu như là muốn dùng đêm á thì đây là cái dạng hợp nhất cho anh em muốn đầu đen mà chơi kiểu sát thủ, thì đây là cái dạng hợp lý cho con này. Thì bữa mình đã chơi một clip đó là Kayn biến dạng đắc kinh rồi, thì được khá nhiều anh em ủng hộ, thì anh em bảo là làm nốt cái dạng này luôn đi. Thì hôm nay mình xin test luôn anh em, đó chính là Kayn dạng sát thủ bóng đêm. Dạng này là Kayn lộn, skin này là skin Kayn hung thần bóng đêm, và mình sẽ test dạng Kayn sát thủ bóng đêm nha anh em. Hung thần không gian nhá, nhầm tên anh em ơi. Đấy, trận này mình vẫn cầm đi rừng anh em ơi. Thì nếu như là skill bình thường á thì có vẻ là video kia thì anh em cũng đã nghe mình giải thích chi tiết từng cái của cái con này rồi anh em. Skill bình thường, hiệu ứng đồ các kiểu, thì mình chưa biến dạng sát thủ anh em cho anh em coi, thì ngày nay mình biến luôn. Mà tí nữa biến thì anh em sẽ thấy cái độ đẹp của con này là như thế nào. Tại sao con này nó là có giá là 599 RB thì tí anh em là sẽ hiểu thôi. Nó cực kỳ đẹp luôn anh em, thề với anh em luôn. Đúng là skin đầu đen mày có 102 của đất của Kayn mà. Một khi Riot đã ra thôi toàn skin chất chơi người dơ không em ơi. Kayn nó đã lâu rồi không có skin nào mới, từ khi lúc mới ra có được cái skin thì đây là skin thứ hai của Kayn. Mà không phải một cái nữa mà một cái skin của nó tính tận là ba cái skin rồi anh em. Skin bình thường rồi đắc kinh rồi sát thủ bóng đêm nữa. Một cái skin thôi mà đã bao gồm ba cái skin rồi nên ra ít là cũng phải thôi. Chuối top anh em ơi, chuối top anh ơi. Chuối top. Tóc biến còn không ta? Còn không? Không còn tóc biến thì chết nha. À, hết tóc biến rồi, hết tóc biến rồi. À, đầu đen mày biến ảo. Biến ảo các kiểu đà điểu à. Biến đồ ghê lắm. Trận này mình muốn biến sát thủ sớm nhất thì mình phải găng bot là 1, găng mid là 2, chứ mình không nên găng thằng Z nhiều. Tại vì nếu găng nó nhiều thì cái linh hồn của đắc kinh nó sẽ nhiều hơn, và mình sẽ đậu đen mày biến thành đắc kinh trước. Mà nếu mà không muốn biến và muốn biến thành sát thủ là anh em phải chờ thêm mấy phút nữa, hình như nếu mình nhớ không nhầm là 5 phút là biến dạng khác. Nếu mà đậu đen mày thu thập lộn cái linh hồn thì ăn cất thôi, chờ 5 phút đó cu. À, mít cái chuối này anh em ơi, mít cái chuối nè. Ôi chuối thơm. Tóc biến à, tóc biến à. Ok, nói sự 20. What the fuck 20. Tay mình ăn 2 mạng, mình ăn hết 2 mạng luôn, và tay mình chết 4 mạng. Cái chuyện gì đây xảy ra thế này. À, mày phải liên tục găng bót với mít anh em ơi. Phải lấy cái dạng sát thủ bóng đêm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Trời nó Timo kìa, thôi giết này trước cũng được. Đậu đen mày. Bắn nó. Ok, hay quá. Luôn linh hồn về tay. Và mình đang mang đó chính là cái bảng thu thập phát áo em ơi. Tại vì con này là sốc đam mà, nên mang cái bảng này hay là cái bảng sốc điện đều thích hợp hết. Nhưng mà vì mình thích kiểu như là đánh thường sốc đam chết á, nên mình mang cái bảng này thích hợp hơn cho mình. Skin này giá 599 RB, mình nghĩ nó khá là chát luôn, nhưng mà nó bao gồm cả 3 skin nên giá đó cũng khá là hợp lý thôi. Nên là muốn chơi thì nên cứ mua, không thì mót. Chơi thì đầu đen này mua thì tăng 500 trong công lực thôi, mót là tăng 1000 công lực. Quá ghê. Đấy, đẹp chưa? Wow, đẹp chưa? Thật sự là mình đã chơi skin này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mình vẫn không thể cưỡng là cái độ đẹp của cái con này anh em ơi. Cũng như là đúng là đậu đen chùm cuối của cái không gian này, không gian ngồi vũ trụ, đúng là cái in hung thần quá đẹp. Trời nè, gắn mít nè, giờ mình chỉ tập trung gắn mít với gắn bót thôi. Đậu đen mày nó chạy nhanh quá vậy, nó bút cái e lên nó chạy nhanh quá vậy. Cái e con Sona là khi nào mình đánh nó hoặc là gây sát thương cho nó hoặc là nó gây sát thương cho mình đó, thì e của Sona nó hết tác dụng, còn thôi là nó hơi bị lâu đó luôn anh em. Chú E của nó hơi tác dụng hơi bị lâu luôn. Găng nè. Chơi này chơi đi.
Ôi, Sone thì nó chơi rồi, nó chơi cả đầu đen mày, thằng nửa cây rồi thằng đầy cây chạy. Không thể tin được. Nó có mắt rồi em ơi. Nó có mắt rồi sao đó. Ok. Ok. Mít cái combat, mít cái combat. Ô thằng nồi dép này mày muốn chơi tao à? Sao mày? Sao? Chạy đâu? Mày chạy đâu nào? Ui hô anh em về đây em ơi, rừng lên. Rừng level 4 rồi. Về lẹ. Xì lâu nè. Chạy cái tường cái nhẹ nè, rồi. Cứu tôi. Ôi rồi chạy được luôn kìa. Chuối nè anh em ơi. Ôi chuối ghê, chuối nè. Em ơi cứu tôi. Akali đâu rồi? Rồi Akali đã rồi, đậu đen mày. Xúc nó với Su. Nó bên level 4 rồi. Đánh nó luôn. Cái này là gọi là hy sinh mà có kế hoạch anh em ơi. Hy sinh có kế hoạch. Đúng là người ta có câu mà tham thì thăm. Vậy đáng lẽ là một thằng mình Yesu là giết được rồi. Mình tham quá anh em, mình muốn ăn mạng anh em. Quá tuyệt. Quá buồn. Thì nếu anh em xem anh em thích cái video này thì mình đừng quên nhớ bỏ lại cho một like anh em ơi, cũng như là đăng ký ủng hộ kênh mình. Về nó được thì anh em hãy click quảng cáo 1 đến 2 lần cho một video. Như thế giúp mình rất là nhiều luôn. Giúp mình có thêm kinh phí, giúp mình có thêm động lực, cũng như là giúp mình kiểu như là có hứng thú để làm tiếp cho anh em xem những video càng ngày càng chất lượng hơn. Mình level 6 rồi anh em, cũng hơn nửa cây đã biến dạng sát thủ rồi. Giờ phải đi gắn mít gắn boss nhiều vào thì nó mới có linh hồn nó biến được. Akali lên, chơi nó luôn nè. Rồi đồ đen mày. Ok, mất rồi anh em ơi. Bỏ rồi. Nãy mà mình rò theo nó là mình chết chắc luôn á. Dù nó mất cái rò được rồi. Ôi, Akali về đi, rừng nó ra kìa. Hay quá. Tí nữa mình lại ghé thăm thằng Mít thêm một lần nữa này mới. Tại vì nó mất cái rò rồi. Chúng ta chỉ cần việc đi găng và lại. Ủa, có chuối. Có chuối nè. Ôi hay vậy. Đầu đi mà giờ nó có thêm cái rò nữa. Chạy đâu. Piu. Tinh đi bị mất hồn không kịp bật cái rò luôn. Hấp dẫn nha. Đây, chuối nó mất rò này ơi, nó mất rò rồi. Chạy hộ nè. Nó chạy được luôn rồi. chạy hả? Đi đâu? Canh hết cái rò này mời. Mình canh hết kẻ rồi, thật sự với anh em luôn á. Mày canh mà nó là chuẩn đến từng cọng lông mũi luôn. Cuối cùng cũng đã biến được cái dạng sát thủ anh em ơi. Farm thêm tí nữa, cúp rừng tí nữa, đầu đen mày về nhà xúc cái đồ biến dạng sát thủ ra củ hành tụi nó tiếp anh em ơi. Ui. Đầu đen mày quy không qua tường. Cứu. Akali. Mí, nó mất rồi. Lộn. Nó còn rồi. Nhầm. Nó còn rồi đấy. Né mày. Sao nó tham lắm. Nhìn miếng thịt thơm bơ lắm chứ gì. Nhìn tao thèm lắm chứ gì. Thèm lắm ai ơi mà không giết được ai ơi. Ai ơi. Thôi về em ơi. Ngày quá. Ăn con Red nè. Ăn con Red xong về nè. Nhiều khi anh em mình thấy cái chú E là cái chiêu nó kiểu như là đẹp nhất của cái con này khi mà biến dạng bình thường nè. Chú E nó nhìn khá là độc đáo như là đặc sắc anh em ơi. Và cái hiệu ứng duy trì lâu nhất nên mình cảm thấy nó đẹp nhất thôi. Biến về thì tụi này nó cứ thích nó lấy nó quả cầu ra nó chơi nè. Nè bởi biến hình này, coi biến siêu nhân này. Siêu nhân xanh biến lên đây mấy. Piu. Wow. Coi xem skill nè. Biến về này mời lại cái cầu chơi tiếp. Nhưng mà lần này là 4 quả cầu, 5 quả cầu, 6 quả cầu, rất là nhiều cầu. Wow, tạo thành một cái giáp biến kìa. Kinh thiệt, cũng
W nó thì W cái thì có cái rìu lưỡi há qua đằng sau thì cũng khá là ok. Và không hiểu sao Riot đã đầu tư nó làm hẳn ba cái skin này và làm hẳn cái mặt khác cho con Kayn bình thường luôn, mà nó không làm cái mặt khác cho hai con đầu đen mà biến hình như thế này thì cảm thấy khá là thất vọng. Anh em coi cái ảnh đại diện của con Kayn khi mà biến hình kìa, y hệt skin bình thường luôn, đầu đen mày không làm thay đổi chút nha. Chơi nè, combo nè, đâu chứ nè, ý quên rồi, không sao không sao, chạy hộ chạy hộ chạy hộ, đầu đen mày đập cái nhẹ nè, không chết, ý găng thành công đi mới, nó mất cái R nữa thôi chứ. Đây là những thành công mà khi mình cứ tiếp tục mình ghé hỏi thăm thằng Mít như thế này thì mình đã biến được cái dạng này cũng khá là sớm, phút thứ 10 đã biến được rồi. Wow, Timo nó chơi trò đầu đây mày núp lùm bắn tỉ quá ghê, chắc đi xuống gần bót chút anh em ơi, bót nát quá, bót 2-4 rồi. Xuất thủ thì nhìn có vẻ khá là đầu đen này mảnh khảnh và nhỏ hơn cái đắc kinh nhiều anh em ơi. Ôi rồi nó bắn mù rồi, sao giết được nó đây, chết nè. Ý mình nói là mình chết rồi nè, mãi hàng thì what the fuck, sao bóp nó mạnh như vậy, what the fuck man, bóp nó mạnh dữ vậy, phải thiệt khó chịu gì. Thằng Timo nó bắn mù mình không giết được thằng ấy ta, sorry anh em nha, trận này đánh đầu không găng bót khá là lỗi anh em à. Phát ui chui Sone này, hàng ngon, không biết nó có rồi chưa, mình nghĩ là có rồi đó, không sao, ui hụt nó rồi, bye bye, see you again. Mặc dù lúc đầu combo hụt nhưng mà mạnh là mình có quyền. Về thôi. Giết cái anti, sắp mình chết đó. Cái dạng của con này thì nó cầm cái lưỡi hái thì khá là đầu đen, nhìn khá là tởm luôn anh em, nhìn có vẻ như rất là lực hơn rất nhiều so với cái dạng đắc kinh cầm lưỡi hái anh em. Tại vì cái dạng này cái lưỡi hái của nó nhìn rất là sắc sảo anh em thấy không? Nhìn kiểu như là nó cầm cái lưỡi hái mà hai đầu, một cái đầu nhỏ và một cái đầu lớn, và cái đầu này nó cũng rất là nhọn nè, nó cong thành một như là cái vòng tròn luôn á, và có quả cầu gắn trên cái đó nữa thì thôi chứ quá ghê. Đây là cái dạng mà mình thấy cầm cái lưỡi hái đẹp nhất, cái dạng cầm lưỡi hái đẹp nhất thì cái dạng này, cầm lưỡi hái đẹp cũng như là cái dạng đắc kinh, còn cái dạng bình thường thì không có gì để nói rồi nè, dạng đó là làm cho vui, làm để người ta có cái biến hình thôi. Bót không nè, giờ xuống đi tôi xuống luôn, tôi đợi mày xuống đó đầu đen mày, không xuống ăn rồng. Về đi đầu đen, mình đợi thằng dây xuống, nó xuống mà nó không xuống, mình nó xuống là mình xuống, nó ăn rồng thì mình ăn rồng thôi. Ok bót không, mít ngon hơn anh em ơi. Gì mít ngon hơn coi nè. Ê cái gì đây, đầu đen cứu wow, Sone canh rờ ghê gì, giết nó. Ê what, không hiểu được luôn, thật là khó hiểu quá đi mà anh em. Akali vừa làm một pha và nó rất là trí tuệ. Cái đầu đen mày. Cạn lời. Sao anh em, giờ chính là cái lúc mà mình thể hiện cái sức mạnh của con này, tại vì giờ mới có đồ, giờ nó mới mạnh nè, rất là thích hợp đi bắt lẻ mấy thằng như Timo, như cấp mo nè. Tỷ về lay là một combo là chết hết. Sau này cũng ngon nè,
Sona này nhìn ngon hẳn anh em ơi. Có ra à, về rồi. Phát. Mình phải công nhận một điều là có con kia này nó dọn quá rừng rất là nhanh. Rất là nhanh luôn. Ok. Đi farm là auto mạnh. Cái này ngon nè, mặc dù chưa có R nhưng mà mình tự tin có thể dưới dưới đường này. Để đâu? Cho nó chạy. Giờ sợ ruột nó, mình không có R nó giết mình nữa anh em. Nó cũng xanh mà, 4 mạng đó. Mình thấy cái skin này á, cái dạng W của nó khá giống cái dạng bình thường anh em, nó không có thay đổi nhiều. Ê, top. Ồ, nhìn cái này ngon nha, chú chín rồi. Xúc nó thôi, há nó thôi anh em ơi. Ok. Đây là cái lý do mình rất là thích mang cái bản thu thập hắc ám. Đánh thường cái chết luôn. Cái dạng này thì quy với W của nó nhìn khá là giống cái bình thường anh em, nó không có thay đổi nhiều. Thì nó chỉ thêm một chút màu xanh thôi. Còn cái W của nó thì mình nghĩ là giống y hệt cái W của skin bình thường luôn. Dạng bình thường mà vẫn là cái skin này. À ngon. Ôi ra biết cái ai ngờ. Còn cái quy của con này thì mình nghĩ nó khá là đẹp hơn so với cái lúc mà chưa biến hình anh em. Còn cái W lúc mà biến hình rồi thì nó giống y hệt cái W mà chưa biến hình. Mình nghĩ cái thay đổi nhiều nhất đó chính là con đắc kinh. Thì từ màu bình thường nó chuyển sang hẳn màu đỏ thì tất cả các skill thì nó phải chuyển sang màu đỏ luôn. Và cũng như là cái hiệu ứng đó, nó phải phù hợp với con đắc kinh đó nên nhìn rất là kiểu như là rất là cứng. Đối với con đắc kinh này, con này khá là ok, khá là mạnh. Piu piu piu. Ồ chip một kill nè. Quay ra kill nè. Gì cho chuối không vậy? Cho nó đi. Hey, ngại sư. Để thằng giết này cho tôi. Để tôi giết thằng giết này cho. Ồ Sona đó kìa. Chuối ơi là chuối luôn. Coi nè. Coi nè. Ôi đầu đang combo hộp rồi. Ok. Không sao, cơ mà hụt không sao, vẫn còn cái đánh thường. Đánh thường là auto mạnh luôn em. Đánh thường là hụt hộ luôn. À quên, team nó có Teemo. Teemo đánh thường hơi bị khó chịu luôn. Cái chiêu R của này á, nãy anh em nhìn thấy chưa? Nãy mình quên nói cho anh em cái chi tiết của cái chiêu R này. Nó khác biệt hoàn toàn so với cái skin lúc mà chưa biến hình và khác hơn hẳn với cái đắc kinh luôn em. Con này là một chất riêng khác của cái biến hình sát thủ này. Con này tướng nó rất là nhỏ so với đắc kinh anh em. Còn đắc kinh thì nó cầm cái rìu với cái hình như nếu nhớ không nhầm là đắc kinh nó mặc dép nữa anh em. Nên nhìn tướng nó rất là to, như là rất là đầu đen mềm men. Còn con này thì kiểu như là sát thủ mà nên rất là mạnh khảnh. Mà mạnh vãi đá là mới luôn. Và anh em xem nhớ để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký độ ủng hộ cơ mà nha. Thank you. Giờ mạnh rồi. Giờ kiểu như là nãy giờ mình ăn đậu đen mày mấy cái mạng liên tục, bây giờ có cái đà cũng như là có cái bước đệm nhảy anh em. Coi nè. Ôi coi nè. Không sao anh em. Đậu đen mày mạnh là có quyền ok. Xúc nó chạy đâu. Cơm bò hụt nhưng anh mày vẫn có cái đánh thường nhá. Chạy đâu. Nó đâu rồi. Chúng mình cùng chơi chúng tìm nè bạn ơi. Đậu đen mày nó đâu rồi. Hay gì. Cây đường nào. Hay dữ ha. Nó nói là con K-in này dọn quá, phải nói là mình nghĩ là bậc nhất trong liên minh luôn á. Nếu mà không tính mấy con không xài mana, con này kiểu như là giọng quái bậc nhất luôn rồi nè. Thiệt mà không biết con nào giọng quái nhanh hơn con này, nhưng mình nghĩ là xài mana rồi, nó không xài mana rồi nên mình không tính. Ôi trời, hàng thơm anh em ơi. Hàng về trời ơi. Ok
đâu rồi? Đó, nó chạy vào đường kia rồi. Cái rờ con này là nó làm cái mặt ngầu anh em, và nó đeo đầu đen mày cái mắt kính nữa sao, hay là cái viền đen nha. Cũng giờ hồ đánh thường một cái cho mà nhói lòng luôn. Vãi đạn, vãi đạn. Giết nó này, mời bằng trụ giết nó. Tôi đẩy quái vô nè. Rồi. Thêm thì thăm. Rồi tôi giết nó là phải như vậy. Canh hết cái R của nó mới bay vào nè. Đừng bay vào sớm. Chơi anh Timo. Ý rồi, xong đầu đen mày ngu rồi. Giỡn ngay quá mày, đầu điên biết về mẹ rồi. Quay lại cho nó cứ ăn thẳng cái R luôn. Cái R của con này anh em thấy chưa anh em, kiểu như là nó biến R không, xong rồi nó để mặt ngầu, xong rồi tóc nó hơi bị dài đến ngang vai anh em, về nó lấy cái tay của nó như vậy chia mặt lại cho mình lạnh lùng bôi đó anh em. Và cái tay của nó thì nó đeo cái giáp sắt thì rất là ngầu, thì nó còn đeo cái bịt mắt nữa anh em, nhìn như là cúp biển vậy. Đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với skin lộp, so với Kain mà chưa biến hình. Còn so với đất kinh thì đây là hai trường phái hoàn toàn khác nhau nên mình không có tính tới. Cạn lời. Khá là xanh cho nên mười ba sát rồi. Giờ là mạnh có đồ nè. Nãy mình chưa về mua đồ mình chết ngu rồi. Giờ đầu đen mày mạnh vãi đá ngày mái rồi. Nãy giờ anh em tưởng mình yếu đúng không? Coi nè. Ui, ôi có con này, con này, con này, coi nha, coi nha, coi nha. Trời ơi. Fucking wow xịt luôn. Vãi đạn, tập biến đi. Ý chốc luôn. Bạn đợi mình rờ xuống anh em, bạn tóc biến mà ai ngờ mình rờ đúng lúc bạn tóc biến luôn, hắc não. Anh em là thấy sức mạnh của cái build đồ này cũng như là đầu đen mày, sức mạnh của cái skin này chưa. Skin này mình nói rồi, chơi là tăng 500% công lực. Mod skin là đầu khổ phải bàn rồi, cũng như là mod skin là vô là auto thắng game luôn. Anh em cứ thử mod đi, nếu mà không thắng thì do anh em thôi. Chiêu E của này khi biến hình thì giống đậu đen mà y hệt cái skin không biến hình luôn. W và cái E nó giữ y hệt luôn anh em, nó không khác gì cả. Còn cái nó chỉ khác một cái là cái W của bình thường là nó sẽ không có cái lưỡi há đằng sau mà khi W xong. Còn cái Q cũng vậy anh em, cái Q là giờ lưỡi há nó to hơn nên cũng khá là ok. Giờ mạnh rồi, ồ, chuối trên top nè. Chuối là chuối nè. Pèo pèo pèo. Màn đêm tới đây. Sát thủ đầu đen mà tới. Tới đây, trời ơi. What the fuck. Coi nè anh em. Trời ơi. Vãi hàng. Nửa cây đó anh em. Oh my god. Căng mạc. Căng thật, căng thật. Ghê chưa. Dưới nè. Chạy hộ luôn thằng nào, chạy nhanh hơn. Trời ơi, trời ơi. What the fuck. Nãy mình vô cái E xong rồi camera nó boost thêm cái E nữa thì thôi, đầu đây mà chạy như Rotterbike luôn. Là Motorbike, Rotterbike luôn baby. Wow. Dù nói tiếng Anh hơi ngu. Cái gì vậy? Cái gì đang xảy ra vậy anh em? Chơi đêm nó đâu mất tiêu rồi ta. Hình như mình lại tiếp tục chơi chương trình đầu đêm mày. Cậu ơi, mình đi đâu thế rồi? Chơi đêm ơi, bạn đi đâu vậy? Bạn sao bạn mất tiêu rồi? Quá ghê. Skin này quá mạnh. Không phải mình chơi hay mà do skin này nó mạnh nên đầu đêm mày được boost công lực. Hiểu không? Bút công lực đó. Level 17 luôn rồi anh em. 1k
cách phải nói là hoàn toàn khác đối với team mình 13, 14 không à. À, giết giết. Ôi giời, giết nhỏ bé của tôi, ôi giời ơi. Đâu đi mày. À, nó né được kìa. Né, né. Né được. What the fuck. Thằng giết đâu rồi. Chúng ta lại tiếp tục chơi chương trình. Giết ơi, mình đi đâu thế này. Giết ơi, bạn đâu rồi. Đâu đi mày. Mất tiêu luôn, thề anh em luôn, thằng giết đâm mất tiêu luôn á. Mày vãi bạn được. Ủa chuối nữa nè. Ôi chuối. Piu. 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 Trời ơi. Oh my fucking shit. Quá mạnh. Quá mạnh. Chết nó nè. Ồ né được rồi. Dậy. Dụ nó nè, dụ nó nè. Ôi mất tiêu. Bạn giết bạn không được chơi game rồi. Bạn Sona đấy bạn ơi. Bạn ơi. Chín nó. Hay, xuống này luôn, xuống đây luôn. Để tôi. Cái W hụt anh em. Cái W hụt. Căng nẻo rồi. Ờ, full đồ em ơi, full đồ rồi. Bắn nó. Hay. Hai mốc sát anh em. Giờ mạnh rồi, mình nói rồi mà, giờ mạnh rồi. Rất là mạnh luôn. What the fuck, thằng kia làm cái gì vậy? Giờ mình mới phát hiện ra cái điểm khác biệt của con này đối với con Ken bình thường này mà là con này nó tóc nó dài hơn. Tóc nó dài hơn như con gái vậy anh em, nó tóc nó dài tới đít luôn. Thề. Tóc dài tới đít luôn á. Giờ mình mới để ý á. Piu piu. Cứu tôi. Chết mẹ rồi. Ngu rồi. Rồi. Tên bi nó không có rồi là ăn hai rồi. Ngu rồi. Ảo tưởng rồi. Ok rồi, xin rồi em ơi. Đầu đây mình giờ đi tàn sát và làm tiếp thôi. Tích được cũng gần 300 linh hồn em. Ok đấy, cũng khá là mạnh đấy. Kim trong tay Bill thì vẫn đang thể hiện một cái sức mạnh vô đối. Trời ơi. Trời. What? What the fuck? Vãi đạn thiệt, mình không có tin được là cánh thường nó gần chết luôn á em. Đây là lý do mình thích mang bản á, là thu thập hắc ám đó. Ui, Timo, ui. Hú hồn, còn nguyên. sorry baby. Ok, tiếp tục nào. Quá mạnh cho nên là cho đến cái thời điểm này thì cây in trong tay BUCG vẫn có thể một cái sức mạnh phải nói là vô đối và không có đối thủ. À, mày bắn tao à. Ow, ok, không sao. Thu tôi này ta bày tôi khác thôi. Có một đánh thường là bởi trụ này nè, coi nè. Piu. Ôi. Oh shit.
sao mà thích bắn nhờ, mà thích bắn nhờ. Bắn nè. Ui. Ui 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 ghê ghê. Ghê quá. Tôi sợ quá cơ. Đi nó, này này. Mất mất cái rờ nè, đầu đen mày. Muốn tiếp tục vào chương trình mình đi đâu thế không? Giờ mình W quay đánh thường cái là chết một đứa anh em, một combo đó. Combo rất chi là đơn giản mà siêu mạnh. Cấp mo mất hồn luôn. Cấp mo là phải đầu đi mày. Sắp chết rồi, sắp chết nó rồi, sắp chết nó rồi. Ở đâu rồi? À đây rồi, tì mộ. Nó băng mù. Có chuyện. Ê, về chết hết đám vậy? Chết hết đám vậy? Về lại. Trời, còn bay lên bắn nữa. Trời ơi, xem chết rồi. Về lẹ thôi, chết hết đám luôn. À, tóc biến nữa chứ. Cái chết ức chế nhất mà mình từng thấy. Lộn, cái chết ức chế nhất đó chính là cái chết mà cái chết từ từ anh em, mà cái chết là rút độc đó. Bao thốn luôn. Mình sẽ lên cái đeo thủy ngân này để chống thằng Timo thôi, để chống thằng Timo thôi. Bắn mù khó chịu quá. Xúc nó. Đó, bắn mù mà giết được Lucian rồi. Hay. Win game đâu anh em ơi, gần 600 đam ở thời điểm hiện tại và full giảm gian hồi chiêu anh em. Mình không hiểu mình lên cái đồ gì mà nó tặng 1 chấm tốc đánh luôn, mình không hiểu luôn, mình không có lên món nào mà tốc độ đánh luôn á, mình vẫn được 1 chấm tốc đánh. Sợ không hiểu. Nhưng mình mang cái bảng kia nó tăng tốc đánh khi mà giết người sao á, nhớ là vậy. Để tôi solo Baron nè. Con này solo được anh em, tại vì giờ mình mạnh rồi, chứ là mình cũng đang có hai món gọi là hút máu. Nó là đeo thiên ngân và cái mặt nùi kia. Để tôi solo cho, để tôi solo thằng này là mấy thằng nhóc Baron này là cái gì cho mình xin cái tuổi. Kèo 10 tỷ solo cho nó luôn nè. Thằng này tuổi gì? Chắc nó không có cái blue luôn anh em. Hết mana đánh thường chơi khô máu nó luôn á. Đấy, solo là chuyện bình thường. Build đồ bình thường cũng solo được Baron nữa. Bay là Baron nó phút thứ 34 anh em, không phải là Baron lúc mới đầu nên rất là trâu. Cái đầu đen mày cướp Baron nè. À. Đâu dễ vậy. Đừng quên tao là người đi rừng. Con à, bóp hơi nè. Ôi. Cái mẹ lên đây win game nè. Nãy anh nhây nhiều quá rồi, mày đầu đen mày nãy solo Baron giữ hết mana rồi. Hết mana chơi rồi. Con này hết mana thì cực phế luôn em, không có skill. Cứu ai cứu với, hết mana rồi. Còn có đủ một lần combo nữa thôi. Thôi về nhà hồi tí mana. Thuốc lắc nè. 623 đam. Anh em nghĩ thằng nào chịu nổi với cái số đam như hiện tại đây anh em. 600 mấy đam mình nghĩ là một số khủng luôn rồi đó. Giờ thấy gì? Tiếp tục câu chuyện tàn sát nè. Hay quá. Ta-da. Đâu ổ chuối. Xin trái chuối. Cho mình xin trái chuối nào. Chạy hộ nè. Ui. Đậu đi mày. Chạy đâu rồi. Cho mày chạy đó. Cho mày thoát luôn đó. Cứu tiền.
Ok. Mày thốt được mà làm được cái gì? Tay mày chết hết rồi đó. Đó mình thay nó rồi, đó là người cuối cùng. Nó phải có quyền đặc biệt nào đó anh em. Quên luôn. Sao? Mày không muốn chạy nữa hả? Muốn chơi đúng không? Mình còn chưa kịp nói hết câu nữa thì có vẻ như thanh niên này tức tưởi mà chết luôn rồi anh em. Vãi hàng được. Ôi, thắng nè. Ok, vậy xin chào tạm biệt em, gặp lại anh em vào lần sau. Bye bye.